Dàn này full chức năng, gồm có CD hoạt động ok, ngõ out x 2 đầu Avera 3.5, dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính hoạt động ok. Hiện tại mình đang nghe nhạc qua chức năng điện thoại. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các anh tham khảo nha. Phía sau âm ly thì mình hỗ trợ ngõ sub để kết nối sub điện rời, tăng thêm dây âm trầm, ngõ out x kết nối điện thoại, TV, máy tính. Mình có ngõ in và ngõ out luôn. Có up speaker nhưng mà ngõ out nha anh. Anten thì mình cắm vào đây, FM tần số là 90. Công suất của âm ly là 37W và công suất của loa là 80W trên cặp loa. Tổng thể mặt sau như vậy. Hàng em bán ra bao nguyên bản, nguyên zin, hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu nhà các anh có ổ áp thì mình có thể lấy điện 100-110V từ ổ áp ra sử dụng cho bộ dàn. Còn không thì mình có thể mua đổi nguồn kèm theo. Bên em có bán đổi nguồn, giá bán của đổi nguồn là 200.000 nha. Khi các anh mua hàng bên em mà chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho các anh nhờ dây kết nối điện thoại để mình nghe nhạc. Còn các anh chuyển cọc thì em sẽ không tặng. Bên em bán hàng có hai cách thanh toán, một là chuyển đủ, hai là chuyển cọc giúp em 300.000. Số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Khi các anh nhận hàng thì vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện. Bên em bán hàng không bao ship nha. Chiều cao của lo là 25cm, chiều ngang cả bộ dàn là 55cm. Sử dụng tốt cho phòng 25m2. Hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Mặt dàn là phê nhôm. Hiện tại mình nghe qua điện thoại thì mình chuyển về đắp hoặc là táp. Bây giờ mình nghe CD thì mình cầm cái đĩa nè. Ở đây nó có cái khe để nuốt nha, mình cứ để ngay đây. Mình đưa nhẹ xuống như vậy là nó nuốt cái đĩa xuống nha. Rất là độc đáo. Volume thì nó nằm trên này. Bây giờ mình sẽ lay CD, ở đây có chữ CD mình nhấn lay. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, chỉ cần cọc hoặc chuyển đủ đều được. Em sẽ ship tặng nhà, cho địa chỉ và em ship tặng nơi cho mình nha. Số điện thoại bên cửa hàng em là 0931008099. Gọi đến số này để em tư vấn hoặc nhắn tin Zalo cho em vẫn là số này. Em sẽ chốt hàng và gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho các anh nha. Bây giờ mình cùng nghe nhạc. Chiều nay tôi biết anh buồn vì ngày mai sớm lên đường. Hợp tan đời như những chiếc lá u rơi theo thời gian. Anh ơi, cho dấu cách xa nhau, xin nhớ giữ lấy phút này thương mến biết nói sao. Anh về đơn vì mới nhớ biệt.
Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các anh nào mua hàng thì cứ liên hệ số điện thoại trên bài đăng giúp em.